Đây là chương trình tin tức cuối tuần của Đài Sài Gòn TV, Lương Minh Châu và Thanh Tâm phụ trách chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin kính chào quý vị. Trong chương trình tin tức ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những phần tin liên quan đến thế giới, Hoa Kỳ, Việt Nam và showbiz. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng theo dõi những phần tin chi tiết. Mở đầu là phần tin thế giới, Israel tập kích trại tị nạn ở Gaza ít nhất 90 người thiệt mạng. Quân đội Israel hôm thứ Bảy đã tập kích một trại tị nạn ở al Maswasi Khan Yunis, miền nam của giải Gaza, mà họ nói là nhằm thủ tiêu hai quan chức cao cấp của Hamas đang trà trộn vào dân thường. Cơ quan y tế Gaza cho biết cuộc tập kích đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng, gần 300 người khác bị thương. Vụ tập kích đã bị cộng đồng quốc tế lên án vì con số thương vong quá cao. Hai quan chức bị nhắm mục tiêu là tư lệnh quân đội của Hamas, ông Mohammed Daif và ông Rafa Salama, chỉ huy lữ đàn Khan Yunis. Israel cáo buộc hai người này nằm trong số những kẻ chủ mưu vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm ngoái gây ra cuộc chiến kéo dài 9 tháng hiện nay. Không rõ hai quan chức Hamas kể trên có thiệt mạng trong vụ tập kích hay là không. Một đại diện của Hamas đã bác bỏ lập luận của Israel về việc nhắm mục tiêu vào các thủ lãnh của họ là hoàn toàn sai sự thật, chỉ nhằm mục đích biện minh cho vụ tấn công vào thường dân. Ông Eza rachi đại diện truyền thông của Hamas nói với hãng tin Reuters rằng những cáo buộc của Israel là một nỗ lực nhằm che đậy tội ác, cố gắng biện minh cho một vụ thảm sát. Mặc dù việc nhắm mục tiêu vào con số lớn thường dân bị mất nhà cửa là không có lý do gì biện minh được. Chưa rõ cuộc tập kích sẽ ảnh hưởng ra sao tới những nỗ lực đàm phán ngừng bắn diễn ra. Cùng ngày, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết vẫn chưa rõ liệu hai viên chỉ huy của Hamas có thiệt mạng trong cuộc tập kích hay là không, nhưng ông thề là sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu chiến tranh cho tới cùng. Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia, ông Netanyahu tuyên bố là dù thế nào đi nữa, chúng tôi sẽ tiêu diệt toàn bộ ban lãnh đạo của Hamas, đồng thời nói thêm rằng cơ hội đạt được thỏa thuận trao trả các con tin sẽ được cải thiện bằng cách là gia tăng áp lực quân sự lên Hamas. Tổng thống Ukraine thăm Ireland và Anh quốc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm thứ Bảy trên đường về nước sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington đã ghé qua Ireland trong chuyến thăm đầu tiên tới nước này. Đích thân Thủ tướng Simon Harris đã đón ông tại phi trường. Khi được các phóng viên hỏi về thông điệp gửi tới Ireland, Ông Zelensky nói: "Cảm ơn rất nhiều vì sự hỗ trợ của các bạn, cảm ơn Ireland đã tiếp đón rất nhiều người tị nạn Ukraine. Các bạn đã ở bên chúng tôi ngay từ đầu cuộc xâm lược của Nga." Về phần mình, Thủ tướng Harris đã bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối của Ireland đối với nỗ lực của Ukraine trở thành thành viên Liên Âu. Ông cũng đề nghị sẽ hỗ trợ thêm nữa cho hàng ngàn trẻ em Ukraine bị Nga bắt cóc đưa vào các trại cải tạo ở Nga và Belarus. Ireland đến nay đã cung cấp 250 triệu euro viện trợ quân sự không sát thương cho Kyiv thông qua cơ sở hòa bình châu Âu, cũng như đã chào đón hơn 108.000 dân Ukraine tị nạn, theo lệnh bảo vệ tạm thời của Liên minh châu Âu. Các thành viên của lực lượng phòng vệ Ireland cũng đã huấn luyện 455 nhân viên Ukraine về rà phá bom mình, chăm sóc thương vong trên chiến trường và cách sử dụng thiết bị rà phá bom mình. Sau chuyến thăm Ireland trong tuần tới, theo dự kiến Tổng thống Zelensky sẽ tới Anh, tham gia Hội nghị Cộng đồng Chính trị Châu Âu để thảo luận về an ninh và dân chủ của châu Âu, với trọng tâm tiếp tục xoay quanh cuộc chiến Ukraine. Tại hội nghị với tư cách là chủ nhà, tân thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ phát biểu tại phiên khai mạc, nhấn mạnh cam kết dành cho Kyiv. Chiến hạm của Nga tới Trung Quốc tham gia tập trận Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ bảy đã công bố đoạn phim ghi lại cảnh hai chiến hạm của nước này đến cảng Trạm Giang miền Nam của Trung Quốc để tham gia cuộc tập trận hải quân chung với Trung Quốc. Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga, lính hải quân hai nước sẽ cùng nhau thực hiện các cuộc tập trận phòng không và cứu nạn trên biển. Thông cáo và hình ảnh của phía Nga được đưa ra sau khi Trung Quốc hôm thứ sáu loan tin quân đội của họ và Nga tổ chức cuộc tập trận chung mang tên là Maritime Joint tại vùng biển và vùng trời gần Trạm Giang tỉnh Quảng Đông trong thời gian từ đầu tháng 7 cho đến giữa tháng 7. Lực lượng tham gia diễn tập chung đã tập trung đầy đủ từ ngày thứ Sáu 12 tháng 7. Hai bên đã điều động tổng cộng 7 tàu chiến, trong đó Trung Quốc có 4 tàu gồm một tàu khu trục mang hỏa tiễn dẫn đường, hai tàu hộ vệ hỏa tiễn dẫn đường và một tàu tiếp tế tổng hợp cùng với các máy bay trực thăng trên tàu. Phía Nga điều động hai tàu hộ vệ và một tàu chở dầu. Cuộc tập trận được chia làm 3 giai đoạn bao gồm tập trung quân, hoạt động tại cảng và diễn tập trên biển. Theo Tân Hoa xã thì cuộc tập trận với chủ đề là cùng đối phó với các mối đe dọa an ninh trên biển nhằm thể hiện quyết tâm và khả năng của cả hai nước trong việc ứng phó với những mối đe dọa an ninh hàng hải, bảo vệ hòa bình, ổn định quốc tế và khu vực, đồng thời làm sâu sắc thêm nữa mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Bắc Kinh và Moscow trong thời đại mới. Bắc Hàn lên án hướng dẫn răng đen nguyên tử của Hoa Kỳ là một sự khiêu khích liều lĩnh. Bộ Quốc phòng Bắc Hàn ra thông cáo lên án các hướng dẫn răng đen nguyên tử chung vừa được Nam Hàn và Hoa Kỳ ký kết là sự khiêu khích liều lĩnh khiến Bình Nhưỡng phải tăng cường khả năng răng đen nguyên tử của mình. Thông cáo được truyền thông nhà nước của Bình Nhưỡng loan tải, viết Mối đe dọa nguyên tử từ kẻ thù của chúng ta ngày càng phát triển mạnh mẽ và điên cuồng hơn, cùng với môi trường an ninh đầy rủi ro trong khu vực, đang cấp thiết kêu gọi nâng cao hơn nữa khả năng răng đe nguyên tử của Bắc Hàn. Chúng tôi nghiêm khắc cảnh báo các nước thù địch hãy chấm dứt những hành động nguy hiểm, vốn sẽ dẫn đến tình hình bất ổn và khiêu khích hơn nữa. Sẽ không ai có thể tưởng tượng được cái giá phải trả nếu cảnh báo này bị phớt lờ. Hôm thứ Năm 11 tháng 7, bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Nam Hàn Yoon suk yeol đã cùng ký một hướng dẫn về việc thiết lập một hệ thống răng đen nguyên tử chung, hợp thức hóa việc triển khai các khí tài nguyên tử của Hoa Kỳ trên và xung quanh bán đảo Triều Tiên, nhằm chống lại các mối đe dọa nguyên tử và quân sự từ miền Bắc. Cũng hôm thứ Bảy, Bình Nhưỡng đã kịch liệt lên án một tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh NATO, nhấn mạnh cam kết sẽ để Ukraine trở thành thành viên và thể hiện lập trường mạnh mẽ hơn về sự hỗ trợ của Trung Quốc dành cho Nga. Bộ Ngoại giao Bắc Hàn chỉ trích tuyên bố của NATO là một tài liệu bất hợp pháp, vi phạm quyền của các quốc gia có chủ quyền độc lập và là một học thuyết đối đầu kích động một cuộc chiến tranh lạnh và đối đầu quân sự mới trên quy mô toàn cầu và rằng hành động của Hoa Kỳ nhằm mở rộng khối quân sự với các nước NATO và các đối tác châu Á, trong đó có Nam Hàn và Nhật Bản, là nguyên nhân sâu xa đe dọa nghiêm trọng hòa bình khu vực, làm trầm trọng thêm môi trường an ninh quốc tế và châm ngòi cho cuộc chạy đua vũ trang trên toàn thế giới. Trung Quốc lên án việc Hoa Kỳ ban hành luật về Tây Tạng Trung Quốc đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ đối với một đạo luật mà Tổng thống Joe Biden vừa ký ban hành, có nội dung thúc giục Bắc Kinh giải quyết tranh chấp về đòi hỏi của Tây Tạng có được quyền tự trị lớn hơn và tuyên bố là họ sẽ bảo vệ vững chắc các lợi ích của mình. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Biden đã ký ban hành đạo luật mang tên là Promoting a Resolution to the Tibet-China Dispute Act, thúc đẩy giải pháp cho tranh chấp giữa Tây Tạng và Trung Quốc. Luật này nhằm thúc đẩy Bắc Kinh tổ chức các hội đàm với các nhà lãnh đạo Tây Tạng vốn bị đình trệ từ năm 2010 cho tới nay để có được một thỏa thuận thông qua đàm phán về khu vực Himalaya cũng như hối thúc Bắc Kinh giải quyết nguyện vọng của người dân Tây Tạng về bản sắc lịch sử, văn hóa, tôn giáo và ngôn ngữ của họ. Tổng thống Biden nói rõ là đạo luật này không làm thay đổi chính sách lâu đời của Hoa Kỳ trong việc công nhận khu tự trị Tây Tạng và những khu vực khác của Tây Tạng là một phần của Trung Quốc. Thế nhưng Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên án đạo luật này là can thiệp thô bạo vào chuyện nội bộ của Trung Quốc, làm suy yếu lợi ích của Trung Quốc và gửi đi tín hiệu sai lạc nghiêm trọng tới các lực lượng đòi độc lập cho Tây Tạng. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói là chúng tôi kêu gọi phía Hoa Kỳ thực hiện những hành động cụ thể để tôn trọng các cam kết công nhận Tây Tạng là một phần của Trung Quốc và không ủng hộ độc lập cho Tây Tạng. Rằng Hoa Kỳ không được thực thi đạo luật này nếu Mỹ tiếp tục đi sai đường thì Trung Quốc sẽ thực hiện những biện pháp kiên quyết để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của riêng mình. Sự chú ý của công luận hiện đang tập trung vào vấn đề Tây Tạng khi mà Đức Đạt Lai Lạc Ma đang hồi phục sau một cuộc phẫu thuật vừa bước sang tuổi 89 hồi tuần trước. Ngài cho biết sẽ làm rõ những câu hỏi về người kế vị vào dịp sinh nhật lần thứ 90, trong khi Bắc Kinh thì tuyên bố là chính họ sẽ chọn người kế nhiệm Đức đặt lại lạc mà. Tân Tổng thống Iran bác bỏ áp lực của Hoa Kỳ, ca ngợi Nga, Trung Quốc. Tổng thống đắc cử Masoud Pezeshkian đã có bài phát biểu nhấn mạnh tình hữu nghị giữa Iran với Trung Quốc và Nga, đồng thời cảnh báo Hoa Kỳ rằng Tehran sẽ không hồi đáp trước áp lực. Trong bài phát biểu nhan đề thông điệp của tôi gửi tới thế giới mới, đăng trên nhật báo Tehran Times, Ông Bezaskian viết, Hoa Kỳ cần nhận thức thực tế và hiểu một lần và mãi mãi rằng Iran không và sẽ không hồi đáp trước áp lực, và rằng học thuyết phòng thủ của Iran không bao gồm vũ khí nguyên tử. Trung Quốc và Nga đã luôn sát cánh bên chúng tôi trong những lúc khó khăn. Chúng tôi trân trọng sâu sắc tình hữu nghị này. Nga là một đồng minh chiến lược và láng giềng có giá trị của Iran, và chính quyền của tôi sẽ bẩn dốc sức mở rộng và tăng cường hợp tác giữa chúng ta. Ông nói thêm rằng Tehran sẽ tích cực hỗ trợ các sáng kiến nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Tehran cũng sẽ mở rộng quan hệ với các nước láng giềng và giao tiếp với châu Âu. Ông Pezaskian, bác sĩ phẫu thuật tim 69 tuổi, được cho là tương đối ôn hòa đã đánh bại đối thủ có đường lối cứng rắn trong cuộc bầu cử tổng thống. Ông cam kết cổ suý chính sách đối ngoại thực dụng, giảm bớt căng thẳng liên quan đến các cuộc đàm phán hiện đang bị đình trệ với các cường quốc nhằm khôi phục thỏa thuận nguyên tử năm 2015 và cải thiện triển vọng tự do hóa xã hội và đa nguyên chính trị. Tuy nhiên, nhiều người Iran nghi ngờ về khả năng thực hiện lời hứa vận động tranh cử của ông vì đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei mới là người có thẩm quyền tối thượng ở Iran, chứ không phải tổng thống. Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan được tòa phán trắng án nhưng không được phóng thích. Tòa án Pakistan đã đảo ngược bản án tù và tuyên bố cựu Thủ tướng Imran Khan và vợ là bà Bushra Bibi được trắng án trong vụ án buộc tội họ kết hôn bất hợp pháp. Tuy vậy, ông Khan lại phải đối mặt với một trát bắt giữ mới và sẽ không được phóng thích khỏi nhà tù. Phán quyết được đưa ra chỉ một ngày sau khi đảng PTI của ông Khan giành được nhiều ghế hơn tại quốc hội, làm gia tăng áp lực lên liên minh cầm quyền vốn đang phải hết sức chật vật để ổn định nền kinh tế của Pakistan đang bên bờ sụp đổ. Hồi tháng 2 năm nay, hai vợ chồng ông Khan đã bị kết án 7 năm tù vì vi phạm phạm luật Hồi giáo, quy định là phụ nữ sau khi ly dị sẽ phải chờ tới 3 tháng trước khi tái giá. Bà Bibi bị cáo buộc đã vi phạm luật này khi kết hôn với ông Khan trước thời hạn cho phép sau khi ly dị người chồng cũ. Cả hai đã đệ đơn lên tòa kháng cáo. Tòa phúc thẩm phán rằng bên công tố đã không chứng minh được cáo buộc của họ. Tòa phán hai vợ chồng ông được trắng án và yêu cầu trả tự do cho họ ngay lập tức nếu như không bị yêu cầu giam giữ trong bất kỳ những vụ án nào khác. Đảng PTI cho hay là với phán quyết của tòa, ông Khan, tất cả bốn bản án tù nhắm vào ông đều đã bị hủy bỏ hoặc là bị đình chỉ. Bị bỏ tù từ hồi tháng 8 năm ngoái, ông Khan được tuyên bố trắng án hồi tháng trước về tội làm rò rỉ hai bí mật của quốc gia. Hai bản án tham nhũng khác thì đã bị đình chỉ. Thế nhưng chính phủ đã ban hành trác bắt giữ mới đối với ông trong ba vụ án liên quan tới bạo lực chống lại quân đội hồi tháng 5 năm ngoái, khi mà những người ủng hộ cho ông Khan xông vào những cơ sở quân sự để phản đối việc bắt giữ ông. Ông Imran Khan giữ chức thủ tướng của Pakistan từ năm 2018 tới năm 2022 trước khi bị phế truất sau một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm do bất đồng với giới lãnh đạo, quân đội. Cháy rừng lớn ở miền đông Canada Một nhân chứng đã ghi lại cảnh cháy rừng đang hoành hành gần thành phố Labrador, miền đông Canada. Chính quyền địa phương tại hai tỉnh Newfoundland và Labrador đã ra lệnh di tản tối thứ Sáu, cảnh báo ngọn lửa có khả năng lan rộng đáng kể đến gần Labrador West trong 24 đến 48 tiếng. Thông cáo cho hay, tại tỉnh Labrador đã xảy ra tổng cộng 11 vụ cháy rừng bắt đầu từ tối thứ Sáu và điều kiện thời tiết làm tăng khả năng xảy ra các vụ cháy rừng mới vào cuối tuần này. Dân chúng được khuyến khích nên tiếp tục đề cao cảnh giác. Thành phố Labrador nằm gần biên giới Quebec, có dân số khoảng 9.000 người, theo cuộc điều tra dân số năm 2021. Tháng Tư vừa qua, Canada bắt đầu ghi nhận nhiều đám cháy rừng mới bùng phát ở một số khu vực với hơn 110 đám cháy và gần 70 đám cháy khác ở phía bắc Alberta, chính phủ dự báo tình trạng này có thể còn tồi tệ hơn vào mùa hè năm nay với nguy cơ cháy rừng ở mức báo động và có thể bùng phát ở bất cứ nơi nào trên khắp cả nước. Mùa hè năm ngoái, cháy rừng khủng khiếp ở Canada tạo mức phát thải kỷ lục và khói lan xuyên đại Tây Dương tới châu Âu, ảnh hưởng hơn 100 triệu người. Tổng cộng hơn 8 triệu hectare rừng và đồng cỏ đã bị đốt cháy trên khắp Canada phá vỡ kỷ lục 7,3 triệu hectare vào năm 1989. Và sau đây là phần tin Hoa Kỳ nổ súng tại cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania. Ông Trump an toàn nhưng bị chảy máu. Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy đã đến tham dự một cuộc vận động tranh cử tại Butler gần Pittsburgh, tiểu bang Pennsylvania, một trong những tiểu bang chiến trường. Những hình ảnh được công bố tại hiện trường cho thấy là ngay khi ông đang đứng trên sân khấu phát biểu, có nhiều tiếng súng vang lên. Ông Trump hình như bị cái gì đó bắn trúng vào mặt nhăn nhó, đưa tay lên ôm lấy một bên mặt rồi từ từ khuỵu xuống. Các vệ sĩ lập tức nhào tới vây quanh ông, trong khi đám đông hoảng hốt la làng nháo nhào tìm cách núp xuống né đạn. Ông Trump sau đó đã được đỡ đứng dậy có vẻ như không hề hấn gì. Tuy hình ảnh từ hiện trường cho thấy dường như ông bị chảy máu ở bên lỗ tai bên phải. Ông dơ nắm tay đấm trước đám đông và hét lên khi được các nhân viên sở mật vụ hộ tống lên một chiếc xe nhanh chóng đưa đi khỏi kháng đài. Đài CNN loan tin là ông Trump bị thương nhưng không đưa ra thông tin chi tiết nào cả. Sở mật vụ sau đó thông báo trên mạng xã hội X cho biết là ông Trump an toàn, cơ quan mật vụ đã thực hiện những biện pháp bảo vệ và cựu tổng thống an toàn. Sở mật vụ đang tích cực điều tra sự việc và sẽ cung cấp thêm thông tin khi có. Truyền thông sau đó loan tin là ít nhất một tay súng nghi can và một người khác đã chết. Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình vào hôm thứ Sáu, ông Trump từng úp mở cho biết là ông có thể sẽ công bố lựa chọn ứng cử viên phó tổng thống tại buổi vận động tranh cử ở Pennsylvania hôm thứ Bảy. Các nhân tuyển hàng đầu đang được cân nhắc là thượng nghị sĩ Ohio JD Vance, thượng nghị sĩ Florida Marco Rubio, thống đốc North Dakota ông Doug Burgum và thượng nghị sĩ South Carolina ông Tim Scott. Đại hội toàn quốc đảng Cộng hòa bắt đầu vào thứ hai tuần tới tại Milwaukee, Wisconsin sẽ chính thức đề cử ông Trump làm ứng cử viên của đảng. Tổng thống Biden gặp nhóm dân chủ cấp tiến của Hạ viện. Tòa Bạch Ốc xác nhận Tổng thống Biden đã có cuộc gặp trực tuyến hôm thứ Bảy với các thành viên của nhóm Dân chủ cấp tiến tại Hạ viện để thảo luận về cuộc bầu cử năm 2024, nhưng không cho biết những nội dung cụ thể nào đã được bàn thảo. Cuộc gặp diễn ra sau khi trưởng khối Dân chủ tại Hạ viện, dân biểu Hakim Jeffries, hôm thứ Sáu cho biết đã gặp riêng ông Biden để bày tỏ ý kiến của nhóm dân biểu cấp tiến về chiến dịch tái tranh cử của ông cũng hôm thứ sáu ông biden đã tham dự một cuộc vận động tranh cử ở detroit michigan và một lần nữa khẳng định sẽ không rời cuộc đua phát biểu trước đám đông người ủng hộ ông nói tôi đang tranh cử và chúng ta sẽ giành chiến thắng trong khi đám đông hô vang xin ông chớ bỏ cuộc ông biden nói thêm rằng tôi biết đâu đúng đâu sai và tôi biết người mỹ muốn có một tổng thống chứ không phải là một kẻ độc tài Ông cũng vạch ra những gì ông dự định sẽ thực hiện trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai, bao gồm hợp thức hóa quyền phá thai, ký ban hành đạo luật quyền bầu cử, bãi bỏ các khoản nợ y tế, tăng tiền lương tối thiểu và cấm vũ khí tấn công. Hôm thứ Bảy, Phó Tổng thống Kamala Harris đã tham dự một sự kiện vận động tranh cử ở tiểu bang chiến trường Pennsylvania, hô hào cử tri ủng hộ ông Biden. Sự kiện do APA Vote, một nhóm vận động tập trung vào cộng đồng cử tri người Mỹ gốc Á, đứng ra tổ chức khi được hỏi về tổng thống biden và những chỉ trích cho rằng ông nên rút lui vì tuổi tác bà nói hãy nhìn vào tuyên bố của ông ấy tại nato ông ấy hiểu rõ các vấn đề rất được kính trọng trên toàn thế giới rồi hãy nhìn đến cuộc vận động tối thứ sáu ở michigan tổng thống đang thu hút đám đông lớn nhận được rất nhiều sự ủng hộ của công chúng Project 2025 sẽ tăng thuế dân nghèo và giới trung lưu. Project 2025, một kế hoạch hành động dài tới 900 trang dành cho vị tổng thống Đảng Cộng hòa tiếp theo, đang thu hút sự chú ý của công luận về những đề nghị cải tổ chính phủ liên bang. Trong số những đề nghị đó có cả những thay đổi lớn trong bộ luật thuế, đòi xóa bỏ hệ thống hiện hữu, vốn giúp dân nghèo đóng thuế liên bang ít hơn người có lợi tức trung bình hoặc lợi tức cao. Cụ thể là thay vì 7 mức thuế như hiện tại 10%, 12%, 22%, 24% 32%, 35% và 37%. Với mỗi mức dựa trên lợi tức, Project 2025 lập luận rằng hệ thống này quá ư là phức tạp và tốn kém. Họ đề nghị là chỉ đưa ra hai mức thuế là 15% cho những ai có lợi tức dưới 168.000 Mỹ Kim và 30% cho những ai có lợi tức cao hơn. Kế hoạch cũng đề nghị loại bỏ phần lớn những khoản khấu trừ tín dụng và miễn trừ. Với đề nghị này, hàng triệu gia đình trung lưu và lợi tức thấp ở Mỹ có thể sẽ phải đóng mức thuế cao hơn một cách đáng kể. Một gia đình trung lưu có hai con và lợi tức hàng năm là 100.000 Mỹ Kim sẽ phải đóng thêm tới 2.600 Mỹ Kim thuế lợi tức liên bang nếu họ phải chịu mức thuế cố định 15% vì mức thuế 10% và 12% không còn nữa. Nếu khoản tín dụng dành cho con cái, tức là Child Tax Credit cũng bị hủy bỏ, các gia đình trung lưu sẽ phải đóng thêm tới 6.600 Mỹ Kim so với hệ thống thuế hiện nay. Ông Trump hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ đề nghị cụ thể nào về kế hoạch thuế, nhưng các phân tích gia dự đoán là nếu tái đắc cử, ông ta sẽ tìm cách gia hạn các khoảng cắt giảm thuế từng được ban hành theo đạo luật giảm thuế hồi năm 2017. Ông Trump cũng đề nghị đưa ra mức thuế quan 10% nhắm vào tất cả các mặt hàng nhập cảng và thuế quan 60% cho những mặt hàng nhập cảng đến từ Trung Quốc. Các chuyên gia nhận định là đề nghị này sẽ không thực hiện được vì số tiền thu từ thuế nhập cảng hàng hóa sẽ không đủ để bù vào hơn 2.000 tỷ thuế lợi tức cá nhân do sở thuế thu vào mỗi năm. Người tiêu thụ Mỹ cũng sẽ phải trả nhiều tiền hơn cho hàng hóa nhập cảng khi những mặt hàng này phải đóng thuế suất cao hơn. Meta bỏ hạn chế đối với tài khoản của ông Trump Công ty Meta loan báo sẽ sớm bỏ hạn chế đối với tài khoản Facebook và Instagram của cựu tổng thống Donald Trump nhằm bảo đảm công bằng cho các ứng cử viên trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. Từ khi được mở lại hồi tháng Giêng năm 2023, tài khoản của ông Trump bị hạn chế nghiêm ngặt như bị khóa và bị hạn chế quảng cáo nếu ông vi phạm quy định. Đại diện Meta xác nhận Tuy những hạn chế này nhằm mục đích kiểm soát tài khoản của bất cứ nhân vật nổi tiếng nào trong trường hợp bất ổn xã hội, nhưng tới nay ông Trump là người duy nhất bị hạn chế như vậy. Meta và nhiều công ty mạng xã hội khác khóa tài khoản của ông Trump sau vụ bạo loạn ngày 6 tháng Giêng năm 2021 vì vi phạm quy định của họ và cũng vì lo ngại ông ta có thể kích động thêm bạo loạn. Sau khi bị các mạng xã hội chặn, ông Trump đã tự mở một mạng xã hội riêng đặt tên Truth Social. Twitter nay là X mở tại lại tài khoản của ông Trump sau khi tỷ phú Elon Musk mua lại mạng xã hội này cuối năm 2022. Nhưng từ đó đến nay ông Trump chỉ đăng bài trên X một lần. Trong chiến dịch tranh cử năm nay ông cũng ít đăng bài lên Facebook hơn hồi năm 2016 và 2020, mặc dù ban tranh cử của ông vẫn đăng quảng cáo trên mạng xã hội này. Sang qua những bản tin khác, một bà mẹ trẻ thiệt mạng khi cố cứu đứa con của mình trong chiếc xe bị đánh cắp. Phát hiện ra chiếc xe của mình bị đánh cắp, một bà mẹ trẻ đơn thân tại Columbus, Ohio đã đuổi theo để cứu đứa con trai đang ngủ ở bên trong xe nhưng đã bị tên trộm tồng chết. Sự việc thương tâm xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 11 tháng 7. Cô Alexa Stegley, 29 tuổi, là chuyên gia về các bệnh liên quan tới ngôn ngữ tại học khu Canaan Winchester, đồng thời còn làm thêm công việc phục vụ trong nhà hàng. Sau khi làm thêm kết thúc đến đón đứa con trai 6 tuổi từ nhà của người giữ trẻ. Cô đặt đứa nhỏ đang ngủ lên chiếc xe Honda SUV đậu bên ngoài rồi đề máy xe. Khi đó thì cô mới sực nhớ là còn để quên đồ của con ở trong nhà người giữ trẻ anh quay vào lấy. Khi quay trở ra thấy chiếc xe đang ra ra khỏi driveway, cô rượt theo nhưng bị xe tông té đập đầu xuống đất và đã chết tại bệnh viện vài tiếng sau đó. Chiếc xe bị tên trộm bỏ lại cách hiện trường một đoạn ngắn. Con trai của cô được tìm thấy trong xe bình an vô sự. Cảnh sát cho biết là sau khi cô Stanley bị tông và nằm trên vỉa hè, nhưng chứng thấy hai người đàn ông chạy ngang qua, nhảy qua hàng rào và biến mất vào khu căn nhà gần đó. Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy hai người này có thể thuộc một nhóm lạ mặt từng lân la tới những căn nhà trong vùng này trước khi chiếc xe của cô Stegley bị đánh cắp. Hiện tại chưa có nghi can nào bị bắt. Cảnh sát đang tiếp tục cuộc điều tra và kêu gọi người dân giúp cung cấp manh mối. Một bà ở Oklahoma định thiêu sống mèo của con gái trên lò nướng barbecue cư dân tại một khu phố ở thành phố Moore, tiểu bang Oklahoma, đã thất kinh khi hay tin một bà hàng xóm bị bắt vì định thiêu sống một con mèo trên lò nướng barbecue. Sự việc xảy ra từ ngày 26 tháng 6, nhưng chỉ mới vừa được cảnh sát thành phố loan tin. Hôm đó, cô con gái 16 tuổi của bà Veronica Carillo gọi 911 báo tin bà mẹ đang định thiêu sống con mèo của cô. Cô bé khai với cảnh sát rằng cô đang đi tìm con mèo thì đột nhiên nghe thấy tiếng nó kêu la thảm thiết. Khi chạy ra sân sau, cô nhìn thấy một túi đựng rác màu đen bọc lấy một cái lồng nhốt động vật đặt trên lò nướng, bên dưới lửa đang cháy. Khi cảnh sát tới nơi, bà Veronica nhanh chân leo qua cửa sổ, trốn khỏi nhà, núp dưới một tấm thảm trên hiên nhà của một người hàng xóm. Đoạn phim từ body cam gắn trên người cảnh sát quay lại cuộc đối thoại giữa bà ta và cảnh sát. Trong đoạn clip, bà nọ nói, Tôi đang nấu nướng ngoài trời và con mèo bị phỏng. Đành phải làm vậy thôi, xin lỗi nha. Cảnh sát hỏi vặn lại, có ý buộc bà nọ phải thú tội. Phải làm vậy là làm gì? Bà nọ lanh trí đáp là phải nấu nướng đó mà. Cảnh sát hỏi tiếp, bà đang nấu thứ gì vậy? Bà nọ làm thinh không đáp. Nghi can Veronica Carillo bị bắt vì tội ngược đãi động vật và vẫn đang bị giam giữ với số tiền bảo lãnh 100.000 Mỹ Kim. Bà ta sẽ phải ra hầu tòa vào cuối tháng này về phần con mèo cảnh sát cho biết nó vẫn may mắn toàn mạng nhờ được cứu khỏi cửa tử trong gang tất và chỉ bị phỏng ở chân và vài cọng râu Sang qua các bản tin địa phương tại miền Nam California lại phát hiện ra camera giấu trong bụi rậm trước nhà, lần này là tại Arcadia. Cảnh sát thành phố Arcadia đang cảnh báo dân chúng nên đề cao cảnh giác sau khi một chiếc camera được tìm thấy giấu trong bụi rậm trước một căn nhà. Cảnh sát nhận được tin báo ngày 6 tháng 7 về một thiết bị khả nghi ở sân trước một căn nhà trong khu nhà số 1.600 trên đường Oakwood Avenue. Chủ nhà cho biết họ tìm thấy một camera thu hình và những thiết bị khác giấu trong bụi rậm. Sau khi tiến hành kiểm tra, cảnh sát cho hay là camera này được đặt ở góc để có thể thu hình những ngôi nhà khác trong khu vực. Camera này không có bộ nhớ mà được kết nối với một mobile hotspot, khiến cảnh sát tin rằng nó đã gửi những hình ảnh thu thập được qua một ứng dụng đám mây. Đây là vụ camera thu hình lén tại các khu dân cư mới nhất được phát hiện sau hàng loạt những vụ tương tự tại Alhambra, Santa Barbara và Garden Grove. Trong vụ tại thành phố Garden Grove được phát giác hồi tháng 5, trên đường Ernest Folsom Drive gần ngã tư Magnolia và Lamson ngay sau lưng khu chợ đại hàng H-Mart. Một phụ nữ trong lúc đang làm vương đã tìm thấy chiếc camera giấu trong bụi rậm ở sân trước của một căn nhà. Cảnh sát cho biết họ không chắc chiếc camera này đã được gắn ở đó bao lâu nhưng tin rằng nó có thể được bọn trộm sử dụng để theo dõi thói quen hàng ngày của các hộ chủ trong khu vực này. Nhân dịp này, cảnh sát cũng đưa ra vài lời khuyên giúp giảm thiểu nguy cơ bị trộm nhà, bao gồm gắn hệ thống an ninh tại nhà, lắp đèn chiếu sáng cho ngôi nhà vào ban đêm và nhớ khóa cửa chính, cửa patio và cửa sổ. Băng cướp tông sập cửa tiệm súng, cướp đi hơn 50 khẩu súng. Một vụ cướp táo tợn đã diễn ra tại tiệm súng ở thành phố Orange vào khoảng 5 giờ sáng hôm thứ Bảy, 13 tháng 7, khi băng cướp khoảng chục tên lái xe tông sập cửa tiệm rồi xông vô cướp hàng chục khẩu súng. Tiệm bị cướp là Fowler Gun Room trên đường Thurston. Trung úy Phil McMullen, đại diện sở cảnh sát Orange, cho biết bọn cướp đi trên ba chiếc xe. Một tên dè yeah, chiếc sedan Kia màu xám tông sập cửa tiệm, rồi cả nhóm xông vô đập bể tủ kính, cướp hàng chục khẩu súng lục và súng trường theo ước tính hơn 50 khẩu bị cướp, bằng cướp mặc áo khoác có nón hư đi trùm đầu và đeo mặt nạ. Cảnh sát nghi chiếc sedan Kia là xe ăn cắp và chưa công bố hai chiếc xe Kia là xe gì. Sở cảnh sát Orange cho biết họ đang phối hợp với cơ quan rượu, thuốc lá, súng và chất nổ ATF của liên bang để điều tra vụ này. Trước đó, hôm 1 tháng 7, một vụ cướp tương tự đã xảy ra tại Camarillo. Trong vụ đó, bọn cướp cũng sử dụng một chiếc sedan Kia cướp được để tông sập cửa tiệm súng, xong vô đập bể tủ kiến rồi cướp súng, nhưng không cướp đạn hay tiền. Các nghi can sau đó dùng xe khác tẩu thoát khỏi hiện trường. Hiện tại không rõ hai vụ này có phải do cùng một băng cướp gây ra hay không. Và sau đây là phần tin Việt Nam. Dân biểu Mỹ nói là Việt Nam đáng bị xếp vào cấp độ 3 về buôn người. Chủ tịch tiểu ban nhân quyền toàn cầu của Hạ viện Hoa Kỳ dân biểu Chris Smith vừa chỉ trích Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là đánh nương tay khi Việt Nam chỉ bị xếp hạng cấp độ 2 trong bản báo cáo nạn buôn người 2024, bất chấp những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Ông cũng bày tỏ quan ngại rằng những cân nhắc về địa chính trị đang lấn át mối quan ngại về nhân quyền. Phát biểu tại phiên điều trần đánh giá bản báo cáo nạn buôn người của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho Ủy ban Đối ngoại Hạ viện tổ chức hôm 9 tháng 7, dân biểu Chris Smith nói rõ Việt Nam đã cung cấp thông tin sai lệch cho Hoa Kỳ. Bất cứ điều gì thấp hơn cấp độ 3 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đều chẳng khác nào một phần thưởng cho sự lừa dối của Đảng Cộng sản Việt Nam và làm suy yếu uy tín cũng như tính khách quan công việc của chính quyền Biden về báo cáo nạn buôn người. Hà Nội không có lý do xác đáng để được nâng cấp từ danh sách theo dõi cấp độ 2 lên thành cấp độ 2. Dân biểu Smith cũng đưa ra một tuyên bố trên mạng nhấn mạnh rằng thật đáng lo ngại khi thấy Việt Nam bị xếp hạng cấp độ 2 sai lầm, trong khi hành động của họ đáng bị xếp hạng cấp độ 3. Hồi tháng trước, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố bản phúc trình về nạn buôn người, với Việt Nam được đưa lên cấp độ 2 và được đưa ra khỏi danh sách theo dõi. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng dựa trên việc xem xét toàn diện dữ liệu được cung cấp từ tất cả các nguồn, chúng tôi tin tưởng vào tính chính xác của báo cáo trong phần về Việt Nam. Bộ này lập luận rằng Hà Nội tuy chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn tối thiểu về xóa bỏ nạn buôn người, nhưng đã có những nỗ lực đáng kể để thực hiện điều đó. Về phần mình Bộ Ngoại giao Việt Nam hồi đầu tháng này đã hoan nghênh Hoa Kỳ đánh giá khách quan về kết quả tích cực của Việt Nam trong công tác phòng chống mua bán người và mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm đánh giá toàn diện và tích cực về những nỗ lực của Hà Nội trong công tác phòng chống mua bán người phù hợp với tinh thần của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam Trung Quốc huấn luyện chung chống khủng bố Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã của Trung Quốc dẫn lời một phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng nước này cho biết, Trung Quốc và Việt Nam sẽ tổ chức huấn luyện chung về chống khủng bố tại thành phố Nam Ninh, miền Nam Trung Quốc từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8. Theo phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Trương Hiểu Cương, với các bên tham gia là lực lượng cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc và lực lượng cảnh sát cơ động thuộc Bộ Công an Việt Nam. Sự kiện này được tổ chức theo kế hoạch hợp tác hàng năm và có sự đồng thuận giữa hai bên nhằm tập trung vào chống các hoạt động khủng bố, tạo điều kiện cho hai nước trao đổi kinh nghiệm huấn luyện và chiến đấu chống khủng bố, cũng như thúc đẩy sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Tháng 11 năm ngoái, Bộ trưởng Công an Việt Nam khi đó, ông Tô Lâm, khi tiếp tham mưu trưởng cảnh sát Trung Quốc Chu Kiến Quốc đã đề nghị hai nước nghiên cứu, hỗ trợ tổ chức các khóa thụ huấn dành cho cán bộ lực lượng chống khủng bố, biểu tình, bạo loạn cùng tập trung, diễn tập chung. Trong những năm gần đây, đã có một loạt các hoạt động hợp tác về chống khủng bố giữa hai nước, bao gồm diễn tập Liên hợp phòng chống khủng bố Việt Nam-Trung Quốc bắt đầu từ tháng 7 năm 2015 ở tỉnh Vân Nam. VinFast hoãn kế hoạch mở nhà máy xe điện ở Mỹ. Hãng sản xuất xe hơi điện VinFast của Việt Nam đã phải hoãn kế hoạch mở nhà máy trị giá 4 tỷ Mỹ Kim ở North Carolina cho đến năm 2028 và đưa ra dự báo mới là con số xe giao trong năm nay sẽ giảm từ 100.000 xe xuống còn 80.000 xe. Tổng cộng VinFast chỉ bán được hơn 21.000 chiếc trong 6 tháng đầu năm nay, tuy là tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng chỉ bằng 1 phần tư của mức dự báo mới cho cả năm 2024. Trong một tuyên bố đưa ra vào hôm thứ Bảy, VinFast nói là tuy kết quả kinh doanh quý 2 rất đáng khích lệ, nhưng những khó khăn kinh tế đang diễn ra và những điều bất định ở các nền kinh tế vĩ mô khác nhau, cũng như bối cảnh thị trường xe điện toàn cầu, đòi hỏi phải có cái nhìn về phía trước thận trọng hơn trong thời gian còn lại của năm. VinFast nói là họ sẽ trì hoãn kế hoạch mở nhà máy tại North Carolina đến năm 2028, 3 năm trễ hơn so với kế hoạch ban đầu là năm 2025. Hồi năm 2022, VinFast loan báo kế hoạch tham vọng xây một nhà máy sản xuất xe điện và pin ở Mỹ với công suất hàng năm là 150.000 xe nhằm tận dụng các khoản trợ cấp của chính quyền Tổng thống Biden cho xe điện sản xuất ngay tại nước Mỹ. Hoạt động kinh doanh của VinFast đến nay vẫn chưa hề mang lại lợi nhuận và đã lỗ ròng tới 618 triệu Mỹ Kim trong quý 1 năm nay. Trong một một diễn biến khác có liên quan chủ tịch nước Việt Nam là ông Tô Lâm trong chuyến thăm Lào mới đây đã tặng cho nước này hai chục chiếc xe VinFast. Đích thân ông Lâm đã lái một chiếc VinFast chở ông Thon Luẩn Sisulit là tổng bí thư kim chủ tịch nước của Lào đi một vòng cho các phóng viên hai nước chụp hình. Cộng đồng mạng chê bai việc ông Lâm trong vị thế là nguyên thủ quốc gia phải đóng vai trò đại sứ thương hiệu cho VinFast tại Lào. Sạt lỡ đất ở Hà Giang, 11 người thiệt mạng. Vào khoảng 4 giờ sáng thứ Bảy, 13 tháng 7, một chiếc xe đò chở 16 hành khách khi đi đến km số 10 quốc lộ 34 Hà Giang, Bắc Mê, bất ngờ gặp một vụ sạt lở đất. Tất cả đàn ông trên xe 16 chỗ cùng với ba người trên một chiếc xe khác 7 chỗ và vài người đi xe gắn máy qua đường đã xuống giúp đẩy chiếc xe qua chỗ bị sạt lở. Thì bất ngờ hàng ngàn mét khối đất từ trên cao tràn xuống lòng đường, vùi lấp hàng chục người. Tại hiện trường vạt núi khoảng 50.000 mét khối tràn xuống lấp hết 150 mét quốc lộ với độ dày lên đến 2 mét, làm sạc ta luy âm, đẩy người về phía vực suối. Riêng chiếc xe đò nằm nghiêng 30 độ sát mép đường phía vực suối, bốn bánh bị chôn trong đất bùn. Hiện trường vẫn đang tiếp tục sạt lở rất nguy hiểm. Khoảng 40 phút sau, giới hữu trách đã phái lực lượng cứu nạn khoảng 300 người cùng 3 xe xúc đất đến nơi đào bới tìm kiếm các nạn nhân. Đến cuối ngày, ít nhất 11 thi thể đã được tìm thấy, trong đó có viên tài xế 58 tuổi và một đứa nhỏ 6 tuổi. Bốn người khác bao gồm ba người lớn và một trẻ em được giải cứu, trong đó ba người bị chấn thương phần mềm đang được theo dõi tại khoa cấp cứu. Một thanh niên bị gãy xương đùi đang chờ huyết áp ổn định để phẫu thuật đóng đinh. Một người vẫn đang mất tích và chín người khác may mắn chạy thoát khỏi vụ sạt lở. Các nạn nhân trẻ nhất 4 tuổi, già nhất 79 tuổi. Chuyện chỉ có tại Việt Nam, chú rể đang đi rước dâu, đuổi đánh tài xế xe ben sau vụ đụng xe. Sự việc xảy ra tại thành phố Buôn Ma Thuột vào khoảng 9 giờ sáng ngày lành hôm thứ Bảy 13 tháng 7. Một chiếc xe hơi 4 chỗ màu đỏ chói có gắn hoa đang đi trên đường rước dâu đã đụng nhẹ với chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng tại ngã tư Nguyễn Chi Thanh và Nguyễn Văn Cừ thuộc phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. Người đàn ông mặc bộ đồ vest màu kem được cho là chú rể từ trên xe bước xuống tranh cãi với tài xế của chiếc xe ben. Cả hai lời qua tiếng lại, sau đó chú rể rượt theo đánh đá tài xế xe ben giữa phố gây náo loạn. Một vài người qua đường Hiếu Kỳ đã thu hình lại và đưa lên mạng. Nhiều người trong đoàn rước dâu sau đó đã chạy tới can ngăn vụ ẩu đả các nhân chứng cho hay là hai bên sau đó đã bình tĩnh lại cùng thỏa thuận giải quyết được tranh chấp khi cảnh sát tới hiện trường tất cả đều đã bỏ đi cảnh sát thành phố buôn ma thuột cho biết họ đang trích xuất camera thu thập hình ảnh chứng cứ để điều tra vụ đánh nhau gây mất trật tự công cộng này cư dân mạng bình luận rôm rã với nhiều ý kiến cho rằng không biết đúng sai lỗi phải ở ai nhưng ngày vui mà chú rể thế này thì dễ biến thành ngày buồn có người còn tặng luôn cô dâu chú rể câu hát là anh sẽ vì em làm mưa làm gió <laughs> một nghi can giết người bị bắt sau 46 năm một nghi can giết người bị bắt sau 46 năm trốn lệnh truy nã công an tỉnh Bình Định vừa bắt giữ ông Nguyễn Trọng Cầm 68 tuổi nghi can bị truy nã về tội giết người 46 năm trước theo hồ sơ vụ án ngày 27 tháng 4 năm 1978 Ông Cầm khi đó 22 tuổi đã cùng đồng bọn giết ba người, gồm một cụ bà 77 tuổi, hai em nhỏ 6 và 11 tuổi tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, gây rúng động dư luận khi đó. Sau khi bị truy nã, Cầm bỏ trốn, cắt đứt liên lạc với gia đình, thường xuyên thay đổi chỗ ở khắp nơi và thay tên đổi họ để tránh bị phát giác. Lần gần nhất, Cầm đổi tên thành Nguyễn Văn Công, sinh năm 1943, cư trú tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, học nghề thầy thuốc chữa bệnh tại huyện Châu Thành. Tháng 6 vừa qua, công an tỉnh Bình Định nhận được tin báo ở Hậu Giang, có người có đặc điểm giống Nguyễn Trọng Cầm, đã phái người đến nơi phối hợp với công an địa phương truy bắt thành công nghi can. Khi cầm bị bắt, vợ con của ông ta cũng bất ngờ về danh tính thật của chồng và cha mình. Trong thời gian qua, nhiều vụ nghi can trốn truy nã hàng chục năm trời đã bị bắt, mới đây nhất hồi tháng 3, hai anh em ruột Nguyễn Hữu Xuân và Nguyễn Hùng Cảnh đã bị công an tỉnh Gia Lai phối hợp công an các địa phương bắt giữ sau 42 năm trốn truy nã cả hai bị cáo buộc đã cầm lựu đạn đi cướp tài sản năm 1981 và đã bỏ trốn khỏi nhà tù năm 1982. Sau khi bỏ trốn cả hai đều thay đổi tên họ, năm sinh và nơi cư trú. Bản tin không cho hay bằng cách nào công an tỉnh gia lai đã xác định được hai nghi can này sau 42 năm. Cảm ơn quý vị khán thính giả vẫn giữ làn sóng của đài sài gòn tv và sau đây là phần tin showbiz. Trong phần tin showbiz hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị một số phim vừa được phát hành trên Netflix. Bộ phim đầu tiên, The Long Game, chuyển thể từ cuốn sách Mustang Miracle của Humberto Garcia, kể câu chuyện có thật thập niên 1950 ở Texas. JB Peña, một tay chơi golf người Mexico, dẫn đến thị trấn nhỏ Del Rio để thực hiện ước mơ gia nhập một club chơi golf nổi tiếng với các thành viên chỉ toàn người da trắng. Khi bị từ chối vì màu da của mình, JB quyết tâm huấn luyện cho một nhóm caddy trẻ người mẻ đang làm việc tại club này thành một đội chơi góp của trường trung học. Cùng nhau họ vượt mọi khó khăn, bắt đầu một hành trình làm nên lịch sử. Phim The Long Game xếp loại PG được giới phê bình chấm 84 điểm. Bộ phim thứ nhì Going Clear Scientology and the Prison of Belief, một phim tài liệu về tổ chức tự nhận là nhà thờ Church of Scientology, dựa trên cuốn sách ăn khách cùng tên của tác giả Lawrence Wright và thông qua những cuộc phỏng vấn với các thành viên cũ cao cấp của Scientology, bộ phim vạch trần những cáo buộc lạm dụng và các hoạt động bất hợp pháp của tổ chức này. Phim Going Clear Scientology and Prison of Belief do HBO sản xuất được giới phê bình chấm 95 điểm. Cuối cùng là phim The Double, tựa tiếng Việt là Mặt Vũ Vân Giang, được chuyển thể từ tiểu thuyết Đích Gã Thiên Kim của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Tiểu thư Tiết Phương Phỉ xinh đẹp và tài giỏi, bị chính chồng mình là trạng nguyên Thẩm Ngọc Dung vì tham quyền phụ nghĩa muốn trở thành phò mã nên ra tay sát hại. Phương Phi may mắn thoát chết và có cơ hội trở lại dưới danh nghĩa tiểu thư nhà họ Khương tìm cách báo thù. Trong hành trình này, nàng gặp gỡ và được sự giúp đỡ của Túc Quốc Công. Cả hai ban đầu là đối thủ, lợi dụng nhau để đạt được mục đích, đã dần nảy sinh tình cảm. Cùng nhau họ trả mối thù nhà, đồng thời phá vỡ âm mưu chốn cung đình, mang lại yên bình cho muôn dân. Phim Mặt Vũ Vân Giang dài 40 tập do Trung Quốc sản xuất. Và kính thưa quý vị lại thêm một tuần lễ siêu siêu ảnh ảnh. Và tuần sau cũng tiếp tục siêu siêu, siêu, siêu ảnh, ảnh. ảnh. Netflix hình như là họ... Bây giờ họ hết tiền rồi hay ừ. sao, đó họ để dành tiền dành cho cuối năm hay sao mình không biết, nhưng mà một loạt những tuần lễ xìu xìu ảnh đến, nhưng mà vẫn tuần Cũng, tự làm công việc của mình thôi. Đúng, đúng, đúng. À, tuần tự điểm từng phim một, bộ phim đầu tiên The Long Game, phim này uh, ra rạp hồi năm ngoái, thưa quý vị, uh, Đường Minh Châu đánh giá như thế nào? minh châu thấy bộ phim này khá hay anh thanh tâm yeah. à, nó là bộ phim truyền cảm hứng minh châu thấy như vậy vì à, nó được à, đề cập đến vấn đề mà kỳ thị sắc tộc quá rất là rõ trong bộ phim này và minh châu thích cái sự à, à, diễn xuất của diễn viên dennis quay yeah. à, và diễn viên chính à, cái anh anh chàng trẻ cũng yeah. cũng rất là hay à, họ diễn rất là ăn ý và câu chuyện được kể nhẹ nhàng mạch lạc không có gì nặng nề cả và câu chuyện khá là dễ thương và những chàng trai cũng cũng dễ xem, nên cho thích. Còn anh? À, một bộ phim bộ phim này thưa quý vị đã từng thắng giải của khán giả bình chọn tại Đại hội Điện ảnh South by Southwest hồi năm ngoái, ừ. à, một cái Đại hội Điện ảnh những bộ phim độc lập à, ở, ở nước Mỹ. Bộ phim này kể một câu chuyện có thật, nhưng yeah. nhân vật trong phim đều là nhân vật có thật cả, cho nên nó có cái giá trị ở đó. À, bộ phim thuộc cái đề tài là là vượt qua nghịch cảnh, cảnh nhưng mà yeah. trong cái trường hợp này nghịch cảnh không phải là là gia đình nghèo khó hay gì, cũng cũng cũng, cũng thuộc là gia đình nghèo đó nhưng mà nghịch cảnh đây là cái rào cản xã hội về phân biệt chủng chủ tộc dạ. thập niên 50 ở ở nước Mỹ thời đó. Dạ thường thường những cái bộ phim về cái việc vượt qua nghịch cảnh thì thì uh, dễ tạo được sự đồng cảm à tại vì đa số chúng ta uh, người việt nam ngày xưa người nào là cũng cũng có những cái nghịch cảnh để vượt qua thị, dạ. đồng thời bộ phim này cái nghịch cảnh đây lại là, là về sắc tộc dạ. thì lại càng dễ mình dễ cảm thông cảm thông hơn. với mình nữa vì mình cũng trong cái hoàn cảnh đó dạ, vâng. à, những cái bộ phim về về cái cái đề tài mà mà kỳ thị sắc tộc vượt qua nghịch cảnh này mình thấy rõ ràng là hồi đó nhưng mà đa số những bộ phim này là của người châu phi họ làm người gốc dạ. châu phi họ làm dạ. ít khi nào thấy một bộ phim của người người, Mễ, người, người mẹ người là đó thì mình thấy rõ ràng là cái cách mà mà hai sắc tộc mà họ kể câu chuyện nó, nó cũng khác nhau nó cũng cái đề dạ. tài đó mà kể khác nhau cái người mẹ họ kể những câu chuyện mà họ bị kỳ thị như vậy nó nó có vẻ nó nhẹ, nhẹ nhàng, nhàng hơn, hơn. Dạ. À, và vì cái sự nhẹ nhàng hơn đó có lẽ nó, nó 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 gần gũi với người châu Á mình hơn và mình dễ chấp nhận hơn tuy rằng cái việc phân biệt chủng tộc thì không lúc khi nào đó là nhẹ nhàng không cả cho dù nó nhắm vào người gốc phi người gốc mễ người gốc á, á nó không bây giờ nhẹ nhàng cả nhưng mà có lẽ là cái văn hóa và cái cách Kể tiếp chuyện. cận cái vấn yeah. đề yeah. À, cái cách nhìn nhận vấn đề nó nó khác một chút xíu thì thanh tâm thấy cái điều đó nó khiến cho mình cảm thấy mình 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 dễ cảm, cảm thông hơn mình. chứ còn mà làm into your face quá nhiều khi mình mình tuy mình cũng là mình nạn nhân đó anh. nhưng mình cũng cũng yeah. cảm thấy nó, nó nó hơi hơi quá một chút xíu trở lại với cái bộ phim này thì thật sự mà nói đó cũng 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 thấy bộ phim này xem được nhưng mà gọi là bộ phim có hay đến nỗi mà được thắng cái giải của khán giả bình chọn hay không hay được các nhà phê bình chấm tới tám mấy điểm hay không thì em cảm thấy là nó cũng Chưa không rồi. có cái gì nó quá để mình 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 cảm bộ phim tới mức đó như vậy phim thì ok mà yeah. ta cũng hay đó nhưng mà nó chưa chưa đến mức chạm tới trái tim mình như vậy một bộ phim về cái này nghịch vượt qua nghịch cảnh mà trước đây vài tuần lễ năm chúng tôi giới thiệu cái phim của ấn độ đó, độ đó. cái phim mình thi thi rớt tới mười hai phim <laughs> uh, trump fail <Andrew> đó <cười> <cười> tài, anh đi <laughs> với anh <đàn> trung sĩ <laughs> đó. phim đó năm cảm thấy là là nó chạm tới trái tim mình nhiều yeah, hơn bộ phim này thì nhớ đâu coi mình cũng thấy ok đúng. biết thêm được một, một câu chuyện về 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 uh, góp về, yeah. về cái uh, xã hội mỹ thời đó và những cái điều kỳ xác tập như thế nào nhưng mà gọi là xuất sắc hay không thì đối với anh tâm I đây không phải là Bộ Chị phim không? xuất sắc thưa quý vị. Coi được. À, bộ phim thứ nhì là bộ phim tài liệu về một cái đề tài mà Thanh Tâm từng cảm thấy rất là thú vị. Ừ. À, Scientology. Phim này à, hình như dài chỉ có một tập thôi. Một tập rất thôi. là dễ xem. Dạ. À, lương Minh Châu đánh giá như thế nào? Minh Châu rất là thích bộ phim này anh Thanh okay. Tâm. Em cũng rất là tò mò về cái tôn giáo này. Kêu là Scientology dịch sao. Uh, cho 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 gần. Nhưng mà cái Scientology này hồi xưa Minh Châu biết á về uh, cái tôn giáo này là qua Tom Cruise. Đúng rồi. Vì Tom <laughs> Cruise quá nổi tiếng yeah. uh, là cái front person cho uh -huh. cái 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 này. Nhưng mà trong bộ phim này Tom Cruise từ chối phỏng vấn trong khi những người khác đều đứng ra nói về cái bộ mặt đằng sau tôn giáo này mà mình trông mê dễ sợ vì họ nói ra những cái cái mà mình không thể ngờ là những người người bình thường như mình mà bị che mắt mà bị tin tới sái cổ những cái điều mình những cái người khoa học gia cho là sự thật mình nói ra thì nó rất là trẻ con nó rất là vô lý ha anh và họ đã cống hiến rất là nhiều tiền của là sức khỏe cho cái 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 tôn giáo này mà Minh Châu trắng mắt ra để coi cái cái bộ phim mê quá, rất là nhiều information và nên coi còn anh thấy sao? Thật sự mà nói đó thì cái đề tài tôn giáo lúc nào cũng là đề tài cấm kỵ yeah. cho nên là anh em chúng tôi hôm nay cũng là bạo gan lắm mới dám giới thiệu bộ phim này. Tuy là bộ phim nữa có đến Netflix yes. và đã bộ phim này thật sự đã được thực hiện từ năm 2015 không và đó. đã thắng nhiều giải Emmy nhưng bây giờ mới đưa lên Netflix thì là chắc là nhiều người cũng đã xem và đã biết qua cho nên là hai anh em mình kể về bộ phim cũng không có gì quá đáng Cảm tại em. vì mình không phải là người người đầu mình là người tò mò mình thôi. xem bộ phim mà thôi ai muốn xem cũng thể lên Netflix mà dạ xem đúng. được. À, nhưng mà lúc nào cũng vậy cái đề tài tôn giáo là đi lại nó cấm kỵ ừ. nhưng mà cái bộ phim này thì tôi tâm thật, thật sự mà nói không biết là scientology có nên được công nhận là một tôn giáo hay là không, không. À, cái tổ chức này họ đòi được công nhận là tôn giáo vì cái mục đích thuế Ừ. Để, để để họ được được được, được miễn trừ thuế mà thôi. Dạ. thật sự cái này thánh tâm không không có, không, không có hiểu. tính tôn giáo nào cả. Đó, tại yeah. vì họ không có thờ phượng. Tuy rằng cái tôn giáo họ có cái dấu chữ thập, yeah. nhưng mà trong cái xem qua bộ phim đó thì mình thấy rõ ràng là không có không có, có liên quan không có không không tôn giáo cả. là thờ Chúa trời hay thờ ai cả mà họ họ hơi hơi lạ. Có những, những cái thuyết, những cái hoạt động của hơi yeah. lạ. Họ tập trung vào cái việc là gọi là cái self help đó, tức là những cái những cái bài giảng chữa lành, yeah. dùng từ chữa lành rất là hay. Và cái quan trọng là trước khi mà vào tôn giáo thì người nào cũng phải được ngồi xuống audit, yeah. tức là phải khai báo tường tận về background, <laughs> ông trai ba đời của mình cuộc sống như thế <laughs> nào, nọ đời từ, từ từ qua đó rồi. À, trong trong cái cái giáo hội này mới sẽ được có này. sẽ có những những cái cái buổi học để mà chữa lành, để giúp cho mình à, à, trở thành một con người tốt hơn, được tốt hơn thôi. kiểu nào thì mình yeah. không biết. Thì mới nghe qua cái điều đó thì cũng là một điều tốt thôi. Mm -hmm. à, hãy mà bất cứ một cái tổ chức nào dù mang tiếng dù dù nhân danh tôn giáo hay là không nhưng mà giúp chúng ta trở nên hoàn thiện hơn giúp. thì cũng là tốt. Giúp. Nhưng mà đằng sau những cái cái cái, cái 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 câu chuyện đó mình nghe những câu chuyện khác thì mình tá hỏa tâm tinh thì rõ ràng mình mới thấy là con người chúng ta và có rất nhiều cái sở dĩ cái Scientology này mà họ nổi danh là tại vì có rất nhiều uh, ngôi, sao ngôi sao Hollywood, của Hollywood được được dụ vào rõ ràng dùng cái từ dụ tại sao đó những người này khi mà họ vỡ họ vỡ lẽ họ sáng mắt ra thì họ, họ Trời quay sang ơi, họ yeah. họ tố cáo yeah. uh, nhưng mà hai cái người nổi tiếng nhất là Tom Cruise và John Travolta thì từ, từ chối, chối không dám đứng yeah. ra uh, trở lại với cái bộ phim mình thấy rõ ràng là có người chúng ta cho dù có nổi tiếng cho dù có giàu có có nhiều cách mấy đi nữa thì hình như là người nào cũng cần một cái chỗ dựa về tinh thần dạ đúng không nhưng mà và khi mà chúng ta tìm sai chỗ Chổ. dựa dạ. và để người khác chắc mũi mình đi đó thì nó trở thành một cái một cái một cái chuyện lớn và không phải ở chỉ ở nước Mỹ ở Hollywood mới có chuyện này mà cái cái việc mà có những kẻ nhân danh tôn giáo để mà mà lợi dụng lòng tin của người khác xảy ra ở khắp mọi nơi ngay cả trong cộng đồng Việt Nam ừ. chúng ta ở hải ngoại lẫn ở trong ừ. nước ở hai ngoại có chuyện gì thì mình không dám nói nữa <laughs> là nói ra nhiều khi đụng chạm gì bị chúng nhau nói nhưng mà đã từng xảy ra rồi, rồi dạ rất rồi. là nhiều mà thanh nhớ cái thời đó là mình mình nhớ là nhiều người bà táng mới nhỏ nó trội ông nọ bà kia là bác sĩ là luật sư mà tại sao lại đi theo một cái cái tôn giáo không, đó dạ. rồi cúng hết tiền bạc cho ừ. họ rồi nọ rồi, 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 rồi gia đình tan nát này nọ các thứ mình nghe mình cũng mình cũng không biết thật hư như thế Đấy nào rồi. nhưng mà sau đó thì tính tâm nghĩ cái chuyện gì thì thì thực hư trước sau rồi thì nó cũng sẽ lòi Để ra loài. nhưng okay. mà cái, trong cái quá trình đợi nó lòi ra đó thì nhiều gia đình cũng đã trải qua những cái chuyện rất là đau lòng cho nên là tôn giáo dĩ nhiên là một cái điều rất là tốt đẹp Được, vì nó giúp tinh dạ. tâm nghĩa tôn giáo này cũng giúp cho con người ta hướng thiện cả dạ, đúng. nhưng mà đồng thời cũng phải nên cẩn thận về có những kẻ nó sẽ lợi dụng nhân danh cái gọi là tôn, tôn giáo, giáo để mà, để, mà lừa đảo. để lừa đảo cũng như để 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 trục lợi thôi với quý vị và đó là bộ phim the church of scientology <laughs> À, và cuối cùng như thường lệ chúng tôi vẫn dành để giới thiệu một bộ phim của điện ảnh châu á tuần này là phim của trung quốc phim của trung quốc rất ít khi có trên netflix và lại càng hiếm khi hơn anh em chúng tôi chọn giới thiệu à, bộ phim tuần này là một phim bộ dài sơ sơ bốn chục tập có bốn chục tập thôi. <laughs> à, nhưng mà hẹn mới ra hình như được có hai mươi mấy tập thì phải cứ một tuần họ ra một mấy một... chục tập vậy đó à, phim này lên mình cho xem được mấy tập và đánh giá như thế nào mình cho xem được năm tập anh thành công <laughs> à, nói chung thì hình ảnh rất là ok nha hình okay. ảnh sáng sủa diễn viên cũng đẹp và câu chuyện cũng cũng ly kỳ hấp dẫn mình cho thấy cái cách dẫn dắt

tất nhiên 40 tập thì họ phải kéo thôi mới đầu thì rất là cuốn hút minh châu đang bị cuốn hút vô cái câu chuyện à, trả thù của nhân vật chính còn anh thấy sao thưa quý vị là cái bộ phim này nếu mà những quý vị nào mà từng làm một phim bộ Trung Quốc như thanh tâm đó thì cũng không lạ lùng gì cả à, cái air phim của Trung Quốc mà rõ ràng mình thấy là tại sao Trung Quốc một nước lớn như vậy mà cái sự hiện diện của họ trên Netflix nó quá ư là ít, ít ỏi ừ, vì dạ. thứ nhất là Netflix không có mặt ở Trung Quốc à. họ họ không có cho Trung Netflix vào cái thị trường đó cho nên là những các nhà Nhà làm phim bên trung quốc họ cũng thấy là ô họ cũng không có tạo được tiếng vang thị trường của họ thì họ đến đem phim đem, đem lên netflix làm gì họ, dạ. nhưng mà ngược lại cái đó là một cái sự thua thiệt tại vì netflix đây là một cái cái mặt trận để mà văn hóa các nước đua nhau tranh giành cái cái thị phần để rõ ràng là, là điểm, Nam, Nam, Nam hàng. hàng họ rất Quá là thành công dạ. rất thành công khi mà họ, họ reach out tới toàn thế giới Quá hay, dạ. netflix uh, trung quốc đã 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 đã, đã thua trong, trong, thua đếm trong đếm cái trong này. trận này uh, những bộ phim của, mà thật sự mà nói với dù mà trung quốc bây giờ cạnh tranh đưa phim của họ lên netflix có thể là là khán giả trên toàn thế giới cũng sẽ không chuộng tại phim trung quốc là, là nhất là phim bộ chỉ để dân trung quốc và Toi có thể thật. là một, thần tiên tỷ tỷ bộ phần khán giả bên Việt Nam xem mà thôi tại vì mấy chục năm nay nó cũng kiểu như vậy một kiểu vậy dạ. trở lại với cái bộ phim này thì cái cô đào chính trong bộ phim này là một phim nữa của nhà sản xuất vui chính là một ông sản xuất rất nổi tiếng ở bên Trung Quốc chuyên làm cái loại phim kiểu mà cung đấu kiểu này ừ. thì cái cô nhân vật nữ chính trong bộ phim này là cái tên là Ngô, Ngô Cẩn, Cẩn không? Ngôn à, là từng là ngôi sao được vui chính lăn xê từ cái loạt phim à, như khi công, công, công lực đó thì cô này có chuyên môn đóng cái loạt phim đó là một nữ anh hào, hào. tại ba hơn người tức là cái gì là tức là là nghĩ chuyện như thần lúc nào cũng đoán trước được đường đi nước bước của đối thủ cho dù đối thủ là những tể tướng đúng. những cái quan lại lớn trong triều hay là những cái này kia cái cô này chỉ là một cô gái tiểu thư tầm thường mà lúc nào cũng hơn người hết trơn á phía nào cũng cái này phía này cũng vậy cũng cho nên là mình xem bộ phim mình thấy nó có vẻ nó hơi không phải hơi mà nó quá hơi là trẻ con tuy rằng bộ phim nó mang cái tính giải Đấy, trí đó đúng. hình ảnh đẹp đó nhưng mà vừa coi vừa cười và Bộ phim nó ra tới uh, được hai mươi mấy tập Thanh tâm đã xem đủ hai mươi mấy tập tại sao có thời gian xem như vậy? Xem những bộ phim này Xem khúc đầu khúc cuối là hiểu cái đoạn không giữa sao? không cần hồi đoạn giữa <laughs> nên là cứ coi xong bấm xong bấm bá. qua là xong cho <laughs> nên không có gì xem thì xem đỡ à, thưa cũng... quý vị, vừa xem được. vừa cười được. cho nó vui thế thôi. <cười> <cười> Và đó là phần tin show B chúng tôi sẽ trở lại với bản tin cuối trong chốc lát, xin kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối dân mạng nổi sống vụ một ông giáo sư quốc doanh tuyên bố Việt Nam không cần tủ lạnh. Trang mạng Vietcetera vừa công bố một podcast ghi lại buổi phỏng vấn giáo sư Phan Văn Trường. Trong đoạn clip, ông giáo sư nói, thằng Mỹ nó sang nước mình, nó bảo các anh nghèo quá, đến cái tủ lạnh cũng không có. Thầy trả lời, nước chúng tôi đâu cần tủ lạnh, chúng tôi ăn tươi mà. Ông nói tiếp, nhưng chúng ta bây giờ cứ mơ là phải có tủ lạnh phải nói với thằng mỹ rằng tôi không cho phép bạn đo chúng tôi bằng tiêu chuẩn của các bạn và chúng ta đừng có nhất thiết phải chọn những cái tiêu chuẩn của những nước mà nó tự gọi là những nước văn minh hãy chọn tiêu chuẩn của những nước hạnh phúc đoạn clip sau khi được công bố đã nhanh chóng lan truyền khiến dân mạng dậy sóng đa số ý kiến đều chỉ trích ông giáo sư kia là hủ lậu đạo đức giả và đặt câu hỏi nhà ông hiện có cái tủ lạnh nào hay không Nhà báo độc lập Thái Hạo nhận định: Cộng đồng nào có dân trí càng thấp thì càng dễ thấy mình hạnh phúc vì họ chỉ cần các nhu cầu bản năng như ăn, ngủ mà không cần gì đến các giá trị bình đẳng, tự do, dân chủ. Theo tôi, chúng ta nên bàn về hạnh phúc trên tinh thần của các tiêu chuẩn tiến bộ thay vì tự ru ngủ mình trong các lý lẽ ngụy tính để tự sướng về mặt tinh thần. Tương tự, khái niệm văn minh cũng cần được định nghĩa cụ thể rõ ràng. Nếu ai đó chống lại văn minh một cách cực đoan, dù là văn minh hiểu theo nghĩa nào thì rất có thể người đó chỉ nên ở trường, vì áo quần cũng là một sản phẩm của văn minh chứ không riêng gì cái tủ lạnh. Trong khi đó, một số ý kiến khác trên mạng xã hội đặt câu hỏi, phải chăng ông giáo sư quốc doanh kia đang chơi chữ nói lái, ngụ ý rằng Việt Nam không cần lãnh tụ Bản tin quá là thú vị và đang rần rần trên mạng xã hội trong vài ngày qua thưa với quý vị. Bản tin này nó có hai vế. Thứ nhất là cái, cái ý tưởng của ông giáo sư này ông đưa ra và cái thứ hai là cái phần câu hỏi cắt gớ của dân mạng phải ông nói lái hay là không? <cười> <cười> Bây giờ mình 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 không có thời gian mình chỉ bàn rất là nhanh cái cái ý ý chính của ông ông này ông không phải nói lái không. cái bộ nói lái là dân yeah. mạng cho nó đùa cho vui vậy thôi ông cái, thích tình đó. ý chính ý chính của ông thì thì linh minh châu nghĩ gì về cái quan điểm của ông là Việt Nam không mình cần tươi. không cần à, tủ lạnh nhưng mà mà nói đây đó là ý của ông là là chúng ta không không nên để cho những người khác hay những nước khác họ đem cái tiêu chuẩn của họ, họ áp đặt đối với mình. mình thì cái quan điểm đó linh minh châu đồng ý hay là không ổng cũng có cái đúng của ổng nhưng mà minh châu thích cái cái những cái ý tưởng cái cái tiêu chuẩn của mỹ tại vì nó làm cho cuộc sống của mình tốt hơn dễ dàng hơn phương tiện nhanh hơn tại sao why not anh thanh tâm thanh tâm thì hoàn toàn đồng ý với lại, lại cái cái quan điểm, quan điểm đó. đó tức dạ. là người, không phải là nước khác mà cả như người khác trong cuộc sống của mình dạ. nữa mình không bạn. cái ừ. tiêu chuẩn của quý vị quy giữ đi đừng có đem đó mà áp đặt cho đặt tụi cho tôi. tôi thế nhưng mà ông này thanh tâm nghĩ là ông là hơi cái cái trò là lập là đỉnh lận con đen tức là cái cái, cái 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 lý thuyết nó đúng đó nhưng ừ. mà cái áp dụng của ông thì nó sai, sai. tại vì cái chuyện mà tú lạnh nhá. bây giờ hỏi thẳng nhà ông có tú lạnh hay không chắc chắn chắc là có, có. chứ không bao giờ ông được ăn cà rem. chắc <laughs> chắn là có cho nên là mình thấy rõ ràng là uh, cái nhà báo thái hạo họ nhận rất là hay, Quá hay. Rất, rất, dạ. rất là hay và cư dân em cũng cũng hỏi một câu cá rất là, hay là nhà ông có cà lam hay là không <laughs> uh, và cái cái vết thứ của cái vấn đề nữa là phải công nhận người việt nam mình Nói đầu lái. óc họ rất là nhanh và I cái và cái vụ nói lái hay gì có tiếng Việt mới Chỉ có không thôi, việc thôi anh. những tiếng yeah. khác thì khác mình không có rành ngôn yeah. ngữ của họ mình không biết nhưng mà tiếng tiếng Anh rõ ràng là không có nói lái ở yeah. đó cho nên là nhiều khi mà mình giải thích với lại bạn bè người Mỹ cái vụ nói lái mình không có giải thích làm sao <laughs> giải thích nữa sao? Cho nên, yeah. nhưng mà qua bản tin này học thêm một từ mới là Tủ lạnh là lãnh tụ. <laughs> Bản tin vừa rồi cùng với lại câu tuyên bố xanh dần là Việt Nam không cần tủ lạnh hay là lãnh tụ. Đã kết thúc chương trình tin tức cuối tuần của Sài Gòn TV. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Và xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày Chủ nhật hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.